Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đường Tôn Thất Hiệp. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 12, quận 11 nha cô chú anh chị. Đối diện là có cái Thế Giới Táo nè, đó, Thế Giới Di Động cô chú anh chị ha. Góc ngã tư phía trên này là góc ngã tư giữa đường Lãnh Bến Thăng giao với lại đường Tôn Thất Hiệp nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình rẽ tay phải là mình sẽ đi về bên 3 tháng 2 hướng về bên chợ Trẻ Tỉnh nha cô chú anh chị ha. Còn nếu mà mình đi thẳng ở phía bên kia luôn á là mình sẽ đi về bên đường Lê Đại Hành. Rẽ trái thì mình đi về bên công viên Lãnh Bến Thăng, rồi trường Chu Văn An và trường Nguyễn Thượng Hiền ha. Còn phía bên này nó có một cái ngôi trường nữa. Đó là trường bên này nó có một cái ngôi trường bên này nữa nè. Ở trường này là trường Tôn Thất Hiệp. Ở hướng ra bên này là hướng ra bên 3 tháng 2 ha, hướng ra bên Hàng Hải Nguyên, rồi hướng ra bên Hà Tôn Quyền, rồi Nguyễn Chí Thanh ha. Ở đây là vị trí mặt tiền đường của đường Tôn Thất Hiệp. Thì hôm nay cũng hoàn có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà thuộc hai mặt tiền hẻm trước sau. Ở hẻm phía trước 4m, hẻm phía sau cũng 4m luôn ha. Nhà có kết cấu một trệt một lầu ha. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông ha. Hiện tại ngôi nhà này á, đợt trước á, là chủ kê với cái mức giá là 4 tỷ 080 triệu nha quý anh chị. 4 tỷ 080 triệu, nay chủ giảm 200 triệu, gần 200 triệu của chú chị ha, giá chỉ còn có 3 tỷ 9 thôi. Nhưng mà cái giá 3 tỷ 9 này là giá vẫn còn thương lượng nha của chú chị. Đó, giá vẫn còn thương lượng của chú chị nha. Thì nếu của chú chị nào quan tâm liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Thì góc này góc ngã tư, ngã tư Tôn Thất Hiệp với lại Lãnh Bến Thăng nè. Ở đây hướng này mình đi vào bên trong ngôi nhà của mình. Thì đầu đường có quán trà sữa, quán cam nè cô chú anh chị. Bên này thì có tiệm gấu bông nè ha, tiệm gấu bông rồi tiệm hoa nè. Đó, tiệm hoa bên này ha. Khu vực ở đây thì kinh doanh rất là nhiều mặt hàng nha cô chú anh chị. Ở đây kinh doanh buôn bán phải nói là rất là nhiều. Đó, thì hướng này mình đi vô, cái hẻm này mình đi vô bên trong là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhà mình thì chỉ có cách một căn này với lại một căn này đó thôi là mình tới cái nhà của mình rồi. Đó, vô bên trong thì là hẻm nhà mình là hẻm thông. Ở nhà hẻm nhà mình từ thông từ đường Lãnh Bến Thăng mình thông ra đường Tôn Thất Hiệp này luôn ha. Ở ngay chỗ này là hẻm, này là hẻm một sẹt của Lãnh Bến Thăng nè, hẻm này là một sẹt ha. Thì cái căn nhà mình cũng hoàn sắp review đó là cái căn nhà trước mặt của chú anh chị mình đây, một trệt nè, một lầu ở bên trên nè ha, có cái mái ngói che ở bên trên này của chú anh chị thấy không. Cái hướng này là mình hướng đi ra vị trí một sẹt của đường Lãnh Bến Thăng. Ở đây hiện tại đang thuộc phường 12 quận 11 nha, thuộc phường 12 quận 11. Còn cái hẻm bên này đó là hẻm thông. Đó, bên này có một con hẻm nữa, hẻm này là hẻm thông ha. Ở nhà mình là hai mặt tiền hẻm trước sau nha cô chú chị. Ở cái hẻm này thì ra về mặt tiền luôn nè, mặt tiền là Bến Thăng nè. Thì cái căn nhà của mình là cái căn này nè. Đó, một trệt nè, một lầu ở bên trên nè. Phía sau này thì sẽ có khoảng không gian ban công nha. Thì phía sau này thì chủ làm cái lớp cửa kéo lùa, nhưng mà lớp cửa kéo lùa nó khoảng cỡ như đây thôi. Đó, nó có một khúc này thôi, còn một nửa là chủ làm cửa sổ ha. Đó, đồng hồ điện của mình thiết kế bên này luôn nè. Thì cái CCTV tổng cũng có một cái bên này và bên kia có một cái CCTV tổng nữa ha. Ở ban công của mình đây, ban công này chỗ ra khoảng có chừng là 6 tấc nha cô chú chị, 6 đến 8 tấc nè. Ở đây nè ha, ở bên trên có cái lan can nè, inox 304 rồi kính cường lực đây. Khu vực này thì mình có thể làm cái sào phơi đồ, mình phơi đồ ở đây ha. Ở máy giặt thì mình thiết kế mình để bên kia luôn. Ở máy giặt thiết kế bên kia nha của chúng chị. Cửa nhà mình đây, ở một lớp cửa chính ở đây, cửa nhôm sinh pha. Bên này thì một lớp cửa sổ ha, có khung bảo vệ luôn nha. Ở đường này thì nó rộng 4m nha, đường nhà mình rộng 4m ha. Nhà mình lộ giới tí ti nha, phía sau này lộ giới là chỉ có khoảng cỡ chừng nửa mét thôi. Phía mặt trước là tim lộ giới là trùng với cái tim nhà của mình nha, là không có lộ giới. Nhưng mà phía sau này thì lộ giới là khoảng cỡ 0,5m, nó chưa được 1m nữa. Cái đường này là đường thông nè, cái này mình đi thông ra đường 3 tháng 2 được luôn, thông ra hẻm 1162 của đường 3 tháng 2 ha. Ở bên này cũng thông nè, ở bên này mình đi thông luôn ha, nó thông qua phía bên kia. Ở hẻm nhà mình thì hiện tại đang thuộc cái con hẻm này là hẻm 241 của đường Lãnh Bến Thăng. Ở thuộc hẻm 241 Lãnh Bến Thăng ha. Ở mình đi ra bên này, ra cái mặt trước rồi sau đó thì mình vô bên trong vị trí ngôi nhà của mình coi nha. Ở mặt này là mặt trước nha cô chú anh chị. Chủ có hai mặt tiền, thì cái mặt tiền thì chủ xài phía bên này. Ở cái lối này là mình đi ra mặt tiền đường Tôn Thất Hiệp nè. Ở ngôi nhà của mình đây, ngôi nhà mình căn này, ở căn này nha cô chú anh chị.
ở một trệt nè, một lầu ở bên trên nè, một lầu hai phòng ngủ ở bên trên, rồi có hai nhà vệ sinh. Hướng này là hướng đông ha, hướng phía sau kia là hướng tây. Hướng đông thì nói chung là mát nha, mát buổi chiều lắm cô chú anh chị. Ở đây thì mình cách 1 căn, 2, 3, 4 căn là mình ra mặt tiền đường, đường là Bến Thăng. Cách 4 căn nhà là ra mặt tiền đường ha. Thì giờ Ngũ Hoàng sẽ đi ra mặt tiền cho cô chú anh chị mình xem ở phía ngoài đó. Rồi sau đó thì Ngũ Hoàng sẽ đi vô lại cái vị trí của nhà để review ở bên trong cho cô chú anh chị mình ha. Thì mặt tiền đường thì hiện tại đang kinh doanh buôn bán là sầm uất lắm nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái địa chỉ là 241/108B đường Lâm Bến Thăng. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường 12 quận 11 nha. Phía bên kia là thuộc phường 13. Ở phía bên kia đường nha, thuộc phường 13. Đây mặt tiền đường. Này là mặt tiền đường đường Lâm Bến Thăng nè. Ở hướng này thì mình về bên ngay chỗ cái công viên Lâm Bến Thăng. Hướng ra trường Chu Văn An rồi trường Nguyễn Thượng Hiền ha. Còn hướng ngược lại này là góc ngã tư Tôn Thất Hiệp với lại Lâm Bến Thăng nè. Ở góc ngã tư này nè, đầu đường là có quán Phú Ký nè cô chú anh chị. Đầu đường là 241 nè, đường Lâm Bến Thăng thuộc phường 12 quận 11 nè. Ở từ đầu đường này mình đi vô bên trong 4 căn nhà thôi là cô chú anh chị mình sẽ vô tới cái vị trí ngôi nhà của mình nha. Nhà có sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, một trệt một lầu ha, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng trước này, hướng này đó là hướng đông, còn hướng phía sau đó là hướng tây nha. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Ngũ Hoàng ngay để mình qua mình xem ha, với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha. Và có nhiều cái video là chủ giảm giá cô chú anh chị, thì Ngũ Hoàng sẽ cập nhật lại cái giá mới cho cô chú anh chị mình xem. Thì cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được sớm nhất nha. Nhà mình nó bề ngang 3m ha, ngang 3 dài 8 nha, bề ngang 3m đó, ngang 3 dài 8m ha. Đó, cái này mình để mình đi lên bên trên là mình lên lầu 1 ha, lầu 1 có hai phòng ngủ bên trên. Thì ở đây thì nhà mình ở phía mặt này sẽ không có lộ giới nè, cái mặt đằng sau là có lộ giới khoảng cỡ chừng là 0,5m nha cô chú anh chị. Ở mặt sau này lộ giới 0,5m nè. Ở đây thì chủ có làm một cái CB ở đây ha, CB này là CB tổng nè. Đó, CB tổng ở đây. Cái cửa này là cửa sắt kéo lùa nè. Đó, mình mở cái cửa này ra được luôn. Đó, mở ra lấy không khí từ bên ngoài luôn. Bên trên thì có làm mấy cái ống thông gió nè cô chú anh chị thấy không? Ở khu vực ống thông gió này. Này là cửa sổ nè. Cửa sổ có khung bảo vệ nè, rồi có cửa nhâm sinh pha phía ngoài luôn. Đây là bồn rửa chén. Bề mặt này bằng đá hoa cương ha. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ Hoàng sẽ mở cái cuốn sổ ra cho cô chú anh chị mình xem ở bên trong nha. Đó. Đây Hoàng tí ha, Hoàng chỉnh lại cái thông tin sổ cho cô chú anh chị mình xem. Đây nhà mình đây ha, đang thuộc số 241/108B đường Lâm Bến Thăng thuộc phường 12 quận 11 nè, thành phố Hồ Chí Minh nè. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình hiện tại đang sở hữu là 22,4m² ha. Đất ở tại đô thị nè, hình thức sử dụng riêng là 22,4 nè. Ở thời hạn sử dụng là lâu dài ha. Diện tích xây dựng là 22,4 luôn, còn diện tích sàn của ngôi nhà mình á là 44,8m² nha cô chú anh chị. Đó, và bên này là phần sơ đồ ha, phần sơ đồ của ngôi nhà mình. Hướng này là sẽ là hướng đông nha cô chú anh chị, còn hướng này là hướng tây ha. Thì cái mặt trước là hiện tại là hướng đông, mặt sau là hướng tây. Thì cái mặt trước là cái tim lộ giới là trùng với cái tim nhà luôn nè. Còn cái mặt sau là nó lộ giới khoảng cỡ chừng là 0,5m nha cô chú anh chị. Đó, mặt sau này là 0,5m ha. Nhà một trệt một lầu nè. Đó, hướng này hướng đông, hướng này hướng tây ha. Còn cái chiều đi lên này là chiều hướng bắc nha cô chú anh chị. Ở nhà hợp lệ hết ha. Có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ nha. Ở hướng này là hướng tây nè. Hướng tây thì hiện tại là chủ đang thiết kế khu vực gian bếp ở đây. Ở bồn rửa chén nè, bề mặt bằng đá nè, gạch ốp cao ráo nè. Bên trên này có cửa thông gió nè ha. Ở này là cửa sắt kéo lùa nha cô chú anh chị. Ở bên dưới này thì có khu vực toilet nha cô chú anh chị nha. Ở toilet của ngôi nhà mình ở đây. Ở toilet thì gạch ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn thấy không?
có chừa lại một cái dây điện để cho cô chú anh chị mình có xài máy nước nóng thì mình gắn trên đó ha, để mình xài máy nước nóng nha. Ở gạch ốp cao ráo hết rồi, bồn cầu lavabo đầy đủ hết ha. Ở này khu vực này á, mình nhìn ra phía trước là hướng đông, là mặt tiền ở phía trước nha. Ở bên dưới này là chủ có làm một cái đường ống nè, cái đường ống này vậy để cô chú anh chị mình có xài cái máy lọc nước á, thì mình thiết kế ở đây mình xài máy lọc nước nha. Này là cầu thang mình đi lên, cầu thang thì đúc bê tông cốt thép, bề mặt thì bằng đá hoa cương đó, tay vịn thì bằng inox 304 nè, kính cường lực nè. Ở này là cầu thang để mình đi lên bên trên. Ở khu vực này thì làm phòng khách ở đây. Ở khu vực này phòng khách ha. Ở lên bên trên thì sẽ có hai phòng ngủ ở bên trên nha, hai phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh thì chủ đang thiết kế là nằm ở giữa. Ở phía này là một phòng nè, phía này thì sẽ có khu vực ban công, nhưng mà phía trước này thì sẽ không có ban công nha. Phía trước này thì chủ xây đúng theo cái diện tích, không có ban công ở phía trước nha cô chú anh chị. Đó, khu vực này là khu vực toilet nè. Đó, khu vực toilet có bồn cầu lavabo rồi đầy đủ hết ha. Bên trên nè, bên trên là đường dây điện nè cô chú anh chị. Ở phòng ngủ ở đây, một phòng ở đây ha. Ở phía trước thì có ô cửa sổ nè, rồi có khung sắt nè, có cửa nhôm luôn. Cửa này là cửa nhôm nha cô chú anh chị, cửa này là cửa nhôm sinh pha nè, nhôm sinh pha ở đây. Ở đây là một phòng cô chú anh chị nha. Ở bên này thì có cái đường ống nè, ở đường ống để mà cô chú anh chị mình có thể mình đi máy lạnh ở đây, có dây điện sẵn luôn. Ở là mình đi máy lạnh ở đây, cục nóng thì mình thiết kế nằm ở bên ngoài này ha, có cái lỗ này chủ khoét sẵn rồi đó, thì mình thiết kế cái cục nóng nằm ở bên ngoài rồi mình sử dụng luôn đó, không cần phải khoét lại nha cô chú anh chị. Cửa này thì xài là cửa nhôm sinh pha. Nhà này có hai phòng ngủ nha cô chú anh chị, hai phòng ngủ luôn á, phòng này phòng phía sau, phòng này phía trước nè. Ở phía trước này có khu vực mấy cái ô thông gió nè, lấy cái không khí từ bên ngoài vào ha. Cửa này cửa sổ, cửa này cửa chính nha, có khung bảo vệ luôn. Ở cửa nhôm sinh pha bên này cũng là cửa nhôm sinh pha luôn nè của chúng chị. Mở cửa này ra là ra cái ban công, thì cái ban công phía ngoài này á, thì có cái đường ống hết rồi, vòi nước nè, rồi đường ống ở dưới nè, ổ điện thì thiết kế ở đây để của chú anh chị mình đi máy giặt ha. Đường ống cấp, đường ống xả đó là đã đầy đủ hết rồi nha của chú anh chị. Ở nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 241 của đường Lãm Bính Thân, thuộc phường 12 quận 11. Phía bên này là hẻm 245 nha. Phía bên ngoài này là hẻm 241 nha cô chú anh chị. Nhà mình thì bề ngang á là 3 m và chiều dài là 8 m, kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hướng chánh, hướng phía trước này hướng đông, hướng phía sau là thuộc hướng tây ha. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha, mua bán thì chỉ công chứng sang tên. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình liên hệ Nguyễn Hoàng ngay với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị. Bề ngang là 3 m và chiều dài là 8 m. Giá đợt trước chủ kê với mức giá 4 tỷ 080 triệu, nay chủ giảm chỉ còn có 3 tỷ 9 thôi. 3 tỷ 9, giá này vẫn còn thương lượng nữa cô chú anh chị nha, vẫn còn thương lượng nữa. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm, liên hệ Nguyễn Hoàng ngay để mình qua mình xem nha. Ân ý gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả nữa nha. 3 tỷ 9 giá còn thương lượng cô chú anh chị nha. Rồi, Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.